Và tiếp theo sau đây là phần thứ 29 của hồi ký trại kiên giam của tác giả Nguyễn Chí Thiệp. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Thấm thoát đã qua 10 năm, sau lần hụt về năm 1984, tôi không còn hy vọng được tha, không trông mong được ra khỏi trại một cách bình thường, nhưng tôi vẫn hy vọng có một biến chuyển quan trọng để được ra về. Tuy tài liệu báo chí không đầy đủ, nhưng tôi vẫn theo dõi được biến chuyển thay đổi ở Liên Xô kể từ 1985 khi Gorbachev lên làm tổng bí thư với chương trình Glasnost và Perestroika. Ở Việt Nam, Lê Duẩn chết, Phạm Văn Đồng đã giới thiệu để Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu Trường Chinh làm tổng bí thư thay Lê Duẩn. Nhưng việc Nguyễn Văn Linh đặc biệt trở lại chính trị bộ và giữ chức thường trực ban bí thư, đây là một chức vụ mới trong ban bí thư. Con đường lên tổng bí thư của Linh đã rộng mở. Đại hội kỳ năm, Linh ra khỏi bộ chính trị vì y có chủ trương cởi mở. Trở lại thành ủy Sài Gòn, y thực hiện sự cải cách. Sài Gòn đã có phần dễ thở hơn. Linh đã đi đúng theo con đường Gorbachev đang đi ở Liên Xô. Thân phận nước nhược tiểu, chế độ nào cũng vậy. Chế độ cộng sản nói độc lập nhưng thực chất bị lệ thuộc nhiều hơn hết. Bởi vì mỗi khi nhận là thành phần đệ tam quốc tế, tức phải nhận sự lãnh đạo của Liên Xô. Gia đình vẫn gửi báo tuổi trẻ Chúa Nhật, báo thanh niên lên cho tôi xem. Muốn có đủ các số báo đó, phải kèm theo báo thể thao và báo công an, để khi xét, bọn cán bộ mượn báo thể thao và báo công an thôi. Ở núi rừng nên cách trở giao thông, ngay cán bộ cũng không đủ báo đọc. Những anh em sĩ quan trẻ còn nhiệt tâm đã về gần hết, số tù cải tạo còn lại quá ít, chỉ tiêu lao động quá cao, sức khỏe gần như đã suy kiệt. Ai nấy thu người lại chịu đựng, không còn những sinh hoạt ồn ào vui vẻ như trước. Càng khổ sở thì càng mâu thuẫn nhau, đụng chạm nhỏ cũng biến thành cãi cọ xô xát lớn. Thật cô đơn. Ngày về xa, hy vọng chuyển trại càng không thấy. Đã hơn 7 năm ở trại kiên giam Xuân Phước, bao nhiêu người cùng đến trại từ 1979 đã về hoặc chuyển trại gần hết. Bao nhiêu người đã chết rồi, số phận vẫn xui xẻo. Khi tôi nằm trong số 10 người ở lại lâu nhất trại này, chiều nay, 13 tháng 10 năm 1986, đang làm ngoài bãi, anh Trần Danh Sang và tôi được an ninh gọi về để chuyển trại. Anh em cũng nghĩ như chúng tôi, một khi tôi và Sang cùng đi, thì sự không may đến với chúng tôi nhiều hơn, vì hai chúng tôi được ghi là thành phần xấu. Sang mới bị chuyển từ trại Long Khánh lên trở lại. Anh em nhìn chúng tôi ái ngại, nhưng tôi vẫn thích một chuyến thay đổi ra sao thì ra. Phận bèo đâu quản nước trôi, lên đên đâu nữa cũng là lên đên. Đến văn phòng phân trại trưởng Huy đứng chờ đưa hai chúng tôi lên xe về tổng trại, y chúc chúng tôi đi đường may mắn. Tôi bỗng bàng hoàng không khi nào trại trưởng đưa tù lên xe. Trước đây chỉ có một lần duy nhất, khi Nê Luet được đi xe du lịch đến đón tại trại để ra Nha Trang đi máy bay về Hà Nội. Vài tháng sau được tin Nay Luet chết tại Phú Bổn. Đến bộ chỉ huy tổng trại, trại trưởng bàn, cán bộ an ninh lâm, cán bộ giáo dục đều có mặt ngay tại sân. Họ làm việc nhanh tại đó, soát xét hành trang, trả tiền lưu ký do gia đình chúng tôi gửi khi đến thăm nuôi. Bàn giao hai chúng tôi cho toán bốn người cán bộ từ sở công an thành phố ra. Sang và tôi được còng tay vào hai bên chiếc xe Jeep. Chúng tôi rời trại Xuân Phước khoảng 4 giờ chiều. Phải trải qua một giai đoạn khó khăn hơn nữa trong đời tù, nhưng tôi thật dửng dưng, không còn lo lắng như những lần chuyển trại khác, cũng không còn sợ gì nữa. Đã hơn 11 năm trong tù, 7 năm 2 tháng ở trại kiên giam Xuân Phước. Trong đời tôi chưa bao giờ ở một nơi lâu như vậy, di chuyển đến một nơi khác cũng là một sự thay đổi cần thiết. Tôi cố nhìn tất cả cảnh vật hai bên đường đi qua, lần đi đến trại năm 1979, ngồi trong xe bít bùng không thấy gì.
Con đường này trước đây tôi đã từng đi lại lúc làm phó quận trưởng Đồng Xuân này. Dân chúng làm nhà ở san sát hai bên lộ, xen lẫn đám nhà tranh lập sập là những ngôi nhà ngói kiểu bánh ít. Hai mái ngói và hai trái gần bằng nhau, đó là nhà của những cán bộ cộng sản địa phương được đãi ngộ ưu tiên mua vật liệu để làm nhà ngói. Ngói và gạch mua của trại cải tạo do chúng tôi làm ra. Cộng sản đãi ngộ đảng viên và cán bộ của họ tận tình, dành mọi ưu tiên nên mức sống cán bộ và đảng viên cách biệt với nếp sống của dân chúng rất xa. Họ chủ trương làm cách mạng để xóa bỏ giai cấp, nhưng thật sự là tiêu diệt thành phần đối lập và tạo nên một giai cấp đảng viên, giai cấp của người cầm quyền, bất công hơn bất cứ xã hội nào khác trong lịch sử từ trước đến nay, kể cả chế độ phong kiến. Trước kia, con đường từ Chí Thạnh lên quận lỵ La Hai và con đường từ quận lỵ La Hai lên đến trại lực lượng đặc biệt Đồng Tre thường mất an ninh. Mỗi lần di chuyển vào trong các ấp chiến lược mới cảm thấy được an toàn. Cảnh vật đã thay đổi nhiều lắm, không còn vết tích gì của thời chinh chiến. Nắng buổi chiều chiếu nghiêng nghiêng trên những sườn đồi xã Xuân Quang đã phủ màu xanh, nổi bật lên những đoàn người đi làm việc đồng án trở về. Khuôn mặt người nông dân Việt Nam lúc nào cũng khắc khổ. Chiến tranh đã chấm dứt hơn 12 năm rồi, dân chúng chưa có niềm vui, mọi người không giấu được nét ưu tư lo lắng. Chỉ có những đứa bé chăn trâu chăn bò chưa biết nghĩ là còn vui được. Có đứa đứng hẳn lên lưng con trâu, dang hai cánh tay khẳng khiu ra để làm thế thăng bằng. Thân hình trần trụi hiện rõ những chiếc xương sườn và xương vai trên nền da mốc thớt. Những đứa khác thấp lè tè dưới cái mông của con bò chúng chăn, thỉnh thoảng truyền cho nhau điếu thuốc quấn nguyên lá to bằng ngón tay cái. Những đứa nhỏ này không đi học, mỗi ngày đi giữ trâu bò cho hợp tác xã để nhận 5 điểm công. Lúc nhỏ tôi cũng ở nhà quê, nhà tôi cũng không khá giả lắm, nhưng tôi không phải cực khổ lăn lộn với cuộc sống lúc trẻ thơ. Làng quê trong thời chiến không có trường học, suốt ngày tôi chỉ câu cá, bắt chim, đá dế. Sau tôi hơn 30 năm, đất nước thanh bình, đám trẻ này vẫn không được đến trường học. Tôi cảm thấy xót xa. Tôi nhớ trong một cuốn sách, Lenin bàn về tuổi thơ, ông ta nói là cách mạng vô sản sẽ làm cho những đứa trẻ thành những hoàng tử và công chúa. Tôi cũng nhớ là ông Hồ Chí Minh cũng góp lại ý đó và viết trong bút ký của ông. Nhưng kết quả hoàng tử và công chúa đâu không thấy, chỉ thấy những em bé sơ sát, thân thể gầy guộc phải bỏ học đi làm kiếm ăn ở tuổi lên 10. Ở Sài Gòn có cung thiếu nhi ở phủ phó tổng thống cũ. Cung thiếu nhi để cho các hoàng tử và công chúa đến vui chơi, nhưng chắc những hoàng tử và công chúa đó phải là con của những đảng viên cao cấp, ủy viên trung ương đảng trở lên. Đời sống nông dân quanh trại tù Xuân Phước cũng bày ra bao nhiêu cảnh thê thảm. Những nông dân bám trụ trong chiến tranh là những người nuôi sống kháng chiến quân, những du kích quân tay súng tay cày chống lại quân đội Cộng Hòa. Họ là những người chịu đựng gian khổ nhất, bom đạn trút lên đầu họ ngày đêm. Không có gia đình nào không có người chết trong cuộc chiến. Có những gia đình con cái trẻ trung chết hết, chỉ còn người mẹ già. Mẹ chịu đựng gian khổ trong chiến tranh. Hòa bình trở lại, mẹ vui không được bao nhiêu ngày, rồi mẹ vẫn tiếp tục sống quãng đời còn lại trong tâm tối. Tù bị cấm tiếp xúc với dân chúng chung quanh vùng, dù dân vùng quanh trại là dân được chế độ tín nhiệm, dân vùng mật khu Kỳ Lộ, đã ở trong lòng Việt Cộng kiểm soát từ năm 1965, không có hoạt động của chính quyền Cộng Hòa. Họa Hoàng một vài lần gặp các người đi làm rừng băng qua trại, tù mới trao đổi một vài câu chuyện ngắn ngủi. Một lần, một mẹ già nói với chúng tôi, gia đình mẹ có ba đứa con bị lính Cộng Hòa bắn chết. Nhà của mẹ bị Đại Bác bắn sập, nhưng mẹ không giận các con. Chỉ tại chiến tranh, mẹ tưởng hòa bình rồi mọi người bớt khổ. Mẹ không ngờ hòa bình rồi các con lại đi cải tạo. Mẹ thì vẫn khổ. Ai sướng đâu thì mẹ không có thấy. Trước kia mẹ đã đau đớn khi con mẹ chết.
Mẹ hiểu cha mẹ các con hiện tại đau khổ như thế nào khi các con ở tù mãi không có ngày về. Tình cảm con người Việt Nam chan hòa, mọi người biết thông cảm tha thứ cho nhau. Người Việt Nam không có hận thù sâu đậm, chỉ có những người vong bản đem lý thuyết hận thù ngoại lai áp đặt, gán ghép truyền bá trong dân chúng. Lòng hận thù đó không tồn tại lâu dài trong con người Việt Nam. Những người mẹ già cô độc mỗi ngày phải cầm dao vào rừng đẵng cây, chặt củi kiếm ăn. Những đứa trẻ đi thọc ổ kiến vàng lấy trứng nấu canh cho bữa ăn sáng khoai của gia đình. Những thiếu nữ đi cắt rau dại đổi một lần giao hộp với tù hình sự trong nhà lô vào buổi trưa để lấy một bánh xà phòng 72% dầu. Một bộ quần áo tù đổi hai lần giao hộp và 10 đồng bù thêm. Tôi đã thấy nhiều cảnh cơ cực của người dân quê Việt Nam thời chinh chiến. Bom đạn dội trên đầu hàng ngày, chết chóc như cơm bữa. Nhưng họ không bị cái đói đè nặng ám ảnh như hiện tại. Vừa công tác lao động tập thể, vừa tranh thủ giờ làm việc riêng mà không đủ sống. Những nhà hai bên đường đi còn có những đứa trẻ bụng ổng đít teo, mũi lòng thòng, mắt toét, không đủ áo quần mặc giống như thời kỳ trước năm 1950 khi các làng mới hồi cư. Xã hội quay trở lại 40 năm, ai chịu trách nhiệm nếu không phải là ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam? Bao nhiêu chục triệu người chết, bao nhiêu triệu gia đình tan nát để đổi lấy một đất nước thê thảm như vậy sao? Ngã ba Chí Thạnh đã trở thành khu thị trấn của huyện Tuy An. Trời nhá nhem tối, xe dừng lại để ăn cơm. Lần đầu tiên sau hơn 11 năm tù mới được uống một ly trà đá. Ngon tuyệt vời, nước lạnh đến đâu thấm mát cả cơ thể đến đó. Tỉnh Phú Yên vẫn dư thừa lúa gạo bán ra các tỉnh khác mà không cần nhập lúa gạo miền Nam. Khởi đầu sau khi chiếm miền Nam, Việt Cộng thi hành chế độ kiểm soát lương thực, thu mua lúa và thuế nông nghiệp, thuế đánh trên 70% trị giá sản xuất. Nhà nước chỉ cho phép mỗi nhân khẩu giữ lại 15 ký thóc mỗi tháng, còn bao nhiêu phải bán với giá quy định. 15 ký lô thóc mỗi đầu người mỗi tháng, quy ra chưa được 10 ký gạo, nên nông dân đói và ăn độn quanh năm. Sau khi tất cả phải vào hợp tác, thì nhà nước quy định chế độ bình công chấm điểm, đời sống nông dân càng tồi tệ hơn. Nông dân quần quật làm suốt ngày, công điểm cũng không được quy định cao bằng cán bộ quản lý. Mỗi hợp tác xã nông nghiệp phải gánh một số cán bộ đảng viên không sản xuất. Sản phẩm sau khi thu hoạch trừ các khoản phí tổn, thấy khóa, đóng góp nghĩa vụ, những khoản giao tế, lễ lạc, đón tiếp phái đoàn. Cuối cùng người nông dân không còn được chia bao nhiêu trên sản phẩm chính họ làm ra. Sau đại hội kỳ năm, chế độ khoáng sản phẩm được áp dụng, phần ruộng cấy giao về cho mỗi gia đình dựa trên nhân số lao động. Trên lý thuyết, người nông dân đáng lẽ khá hơn, nhưng thực tế họ vẫn đói. Nông phẩm thu hoạch cũng vẫn chạy vào túi của cán bộ bằng nhiều cách. Ngoài việc phải trả tiền thuế, tiền thuê đất, nông dân phải trả tiền thuốc trừ sâu, phân bón, tiền công dẫn nước tưới ruộng. Người nông dân phải trả tiền mua các loại thuốc không đúng giá quy định. Được mua 10 bao phân giá 20.000 một bao, lãnh phiếu cung cấp đến kho nhận chỉ có 8 bao với giá 22.000 một bao, nếu không chịu thì có khi phải chờ đến mùa sau. Thuốc sát trùng chưa được cấp phát, vì thủ kho cũng có quyền vô giới hạn, mua thuốc sát trùng cũng phải hối lộ mới có, nếu không phải chờ đợi. Chưa kể phân bón và thuốc sát trùng đã quá hạn không còn phẩm chất, vì hệ thống phân phối quan liêu dày đặc, luôn luôn trễ nải. Hệ thống kho vựa yếu kém, không bảo vệ được sản phẩm tốt. Nhưng trời mưa đất chịu, các cơ quan làm theo giấy tờ, các cơ quan của nhà nước độc quyền, có đảng lãnh đạo, dân chúng kêu ca vào đâu được. Nếu không hiểu tường tận đời sống của nông dân và những gì họ phải chịu đựng, thì không thể nào một người ở ngoài có thể hiểu được tại sao nông dân Việt Nam đói. Khi họ đi dọc theo quốc lộ số 1 vào đến Sài Gòn, nơi đâu cũng thấy những đoàn nông dân chăm lo cày sâu cuốc bẫm, nơi đâu cũng thấy hai bên đường cây xanh bóng mát và những ruộng lúa xanh đến tận chân đồi phía xa.
và những ruộng lúa xanh đến tận chân đồi núi phía xa. Xe lên đỉnh đồi cả, khoảng hơn 8 giờ tối, trăng lung linh phủ lên vạn vật một màu tím nhạt. Lưng núi đá vọng phu mờ ảo hiện sừng sững trên nền trời trong. Bầu trời thật cao và xanh vắt, tinh khiết, thỉnh thoảng có một vài đám mây mỏng như tơ trôi chậm chậm thản nhiên. Mặt trăng cao và nhỏ lại, ánh sáng làm mờ những hạt sao lưa thưa. Biển phẳng lặng trong xanh biên biếc, in rõ những vùng có đá ngầm đen thẳm. Tôi trùng mình vì lạnh, cái lạnh se se thấm người, trăng càng sáng càng lạnh. Hơn 11 năm trong nhà giam, đêm nay mới được nhìn thấy một đêm trăng sáng bao la trọn vẹn. Trong tù nằm cạnh cửa sổ mới được nhìn thấy một mảnh trời đêm, qua lưới cửa đang bằng dây kẽm gai dây thành ô, cạnh chưa quá 5 phân. Cứ mỗi lần trăng sáng là tôi rạo rực muốn đi. Thuở nhỏ cứ mỗi đêm trăng sau giờ học tối, chúng tôi vài đứa bạn rủ nhau đi lang thang hết những con đường vắng trong thành phố, ra đến bãi biển Thanh Bình Đà Nẵng, ngồi ngắm cảnh trăng sáng và màu nước xanh trắng loang loáng. Lớn lên một tí, thấy ngọn núi Tiên Sa và đèo Hải Vân chắn ngang tầm nhìn của mình, chúng tôi rủ nhau đạp xe qua bãi biển Mỹ Khê để nhìn hết cái bao la huyền hoặc của biển cả, những đêm trăng sáng. Mơ ước lớn lên sống đời lãng mạn của một thuyền trưởng của một tàu viễn dương. Thuở nhỏ, mỗi đứa đều ôm ấp trong lòng hình ảnh một cô bạn học cùng trường, ngồi nhắc về người con gái mà mỗi đứa thầm yêu. Đứa nào cũng muốn bạn mình nói về người con gái mình thương mến. Cứ thế, mỗi đứa chúng tôi nuôi một tình yêu đơn phương và làm thơ, không bao giờ tìm hiểu là cô bạn có yêu mình không, và cũng không tìm cách thổ lộ tình yêu. Lớn lên, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh, rồi lập gia đình với những người con gái khác. Nhưng mỗi lần gặp lại nhau là một lần nhắc lại với nhau về những người con gái thời bé, và nhiều khi thấy tức vì không có một đứa nào tìm cách tiến xa hơn trong tình yêu đầu đời. Mới đó mà đã gần 30 năm, từ khi trời Đà Nẵng, xa bạn bè, lần ra đi xa nhà đầu tiên, tưởng về sẽ gặp lại tất cả, nhưng cuộc đời cứ trôi theo dòng. Chúng tôi cứ xa mãi biển biệt, mà cho dù có dịp về cũng không bao giờ gặp đủ bạn bè của thời trẻ thơ ước mơ. Tôi bỗng nhớ bạn, Giao Dũng đã chết, Thu Phụng Sử Cung đã đi xa, đứa du học, đứa chạy di tản, có đứa nào phải chết trong tù không? Tôi nhớ Thu Hà, người con gái thuở bé thơ đó, nhớ thật tha thiết. Những buổi đi học về cùng đường, những buổi chào cờ đứng trong hàng nhìn nhau không nói, đi xa rồi không có dịp gặp lại. Mỗi lần nhớ thấy lòng rưng rưng, nàng đã theo gia đình di tản ra nước ngoài. May mắn cho nàng thoát được cảnh làm vợ người đi cải tạo, bất giác quên thực tại là một người tù bị còng tay vào thành xe đang di chuyển. Tôi nói, trăng đẹp quá, nên ngừng lại một lát để nhìn cảnh đẹp, mấy khi được qua đèo cả vào một đêm trăng như thế này. Tên cán bộ hướng dẫn nói như châm chọc tôi, ha, anh có tâm hồn thi sĩ quá, chắc anh làm thơ nhiều lắm. Tôi rất thật thà đáp, tôi yêu thơ, tôi thuộc nhiều thơ, kể cả thơ chữ Hán và thơ Việt Nam. Lúc nhỏ tôi có làm thơ, nhưng thơ của tôi dở hạng bét nên không tiếp tục. Hắn tiếp theo như không nghe lời tôi. Tôi nghĩ là anh còn làm nhiều thơ, vào trại anh còn làm thơ mà. Tôi vẫn thành thật nói, đó là điều tôi rất tiếc. Sống trong cảnh tù đầy như tôi mà không làm được thơ là một sự uổng phí lớn. Giá như làm được một vài bài thơ hay thì cũng đủ trả giá cho một đời người. Hắn tiếp tục theo ý hắn. Anh còn làm báo nữa phải không? Tôi đáp, những bộ môn về văn tôi đều thích nhưng không làm được gì. Lúc nhỏ học môn gì cũng khá, trừ ra văn là kém. Tên cán bộ ngồi cạnh nói theo. Ê, sợ anh chưa thành khẩn trong lời nói. Tôi thấy từ ngữ thành khẩn quá vô duyên trong lúc này. Nó kéo tôi trở lại thực tại. Tôi là một người tù đang bị xích một tay vào thành chiếc xe Jeep đang di chuyển với 4 tên công an, trong đó 2 tên cầm 2 khẩu AK sắt thép đen xì. Tôi tiếc đã đối thoại với những tên cộng sản,
Đây làm mất đi cái cảm giác êm đềm như được hòa mình với cảnh thiên nhiên của một đêm trăng sáng tuyệt vời. Không tranh luận vô ích, tôi ngước nhìn lên trời cao và biển xa, trăng vẫn sáng. Trên bầu trời trong xanh và biển vẫn lặng, loang loáng ánh sáng trên những lượn sóng bạc đầu, in rõ đậm những hòn đảo ngoài bờ biển tỉnh Khánh Hòa. Tôi nghĩ cuộc đối thoại vừa qua thật vô ích, những lời nói làm hoang ố cái đẹp như một bức danh họa bị một tên vô lại ném một cục bùn vào. Chúng tôi được đưa về trại giam Nha Trang ở đỡ 2 ngày, hôm đó là tối thứ sáu. Sang và tôi ở 2 phòng khác nhau. Người giám thị, một trung úy công an, bảo chúng tôi để hành trang ở văn phòng. Hắn nói nếu đưa vào phòng sẽ bị tù cũ lột sạch và không chừng còn bị đánh. Mỗi phòng đều có một người tù cầm đầu gọi là đại bàng và một đám em út phục dịch và bóc lột người khác. Tôi ngạc nhiên vì tôi từng ở những trại tạm giam của Cộng sản. Trước kia không hề có tình trạng này. Thời đó tù rất sợ cán bộ, nhất là tù hình sự. Công an coi tù làm việc rất nghiêm túc. Sự thay đổi này nói lên là tù hình sự đã không còn sợ công an nữa, hoặc là khinh nhờn, hoặc là cấu kết bè cánh với nhau như ở nhà tù thường phạm trong chế độ cũ. Mặt khác, chứng tỏ bọn công an không còn làm việc nghiêm chỉnh nữa. Họ biết có nạn đại bàng, có nạn tù cũ hiếp đáp tù mới vẫn không giải quyết, chứng tỏ tinh thần làm việc xúc kém và không còn tin tưởng vào tổ chức hay lý tưởng như trước. Sự suy sụp tinh thần của cán bộ là điều suy thoái đáng kể trong một chính quyền được gọi là cách mạng và kỷ luật sắc như chính quyền và đảng Cộng sản. Thời kỳ những năm đầu ở các trại giam, mỗi ngày 2 lần điểm danh, người giám thị đi vào phòng xem xét từng khoảng chắn sông, từng khoảng tường, như sợ tù nhân chui lọt ra ngoài bằng những lỗ kim. Lúc đó tôi vẫn thường nghĩ, nếu người công chức cán bộ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa làm việc cần mẫn như vậy, thì không làm sao mất nước. Bây giờ cán bộ Cộng sản chỉ mở cửa phòng, trong nhà tù giao khoán cho đại bàng, tự do đánh đập bóc lột tù và phân phối mọi việc. Ở đâu cũng diễn ra những dấu hiệu báo chế độ Cộng sản đã suy tàn có thể bị đánh bại được. Do đó vấn đề trở lại là làm thế nào để kiện toàn lực lượng đối kháng. Bước chân vào phòng, cửa sắt vừa đóng lại, mới dậm bước thêm vào bên trong thì một người thanh niên nằm ngay cửa ngồi dậy chặn tôi lại. Hắn nói với một người nằm xây mặt vào, "Thưa anh hai, có khách mới." Người đó không cần quay ra chỉ nói, "Làm việc đi." Thêm một người thanh niên nằm giường phía đối diện nhảy lên, nắm cổ áo tôi lôi. Tôi phản ứng tự nhiên gịch lại thì hắn đẩy tôi ngã sấp xuống cái giường đầu tiên. Lúc đó người thanh niên thứ nhất la lên, "Anh hai, ông này là tù ở trại Xuân Phước vậy?" Tiếng la đó làm nhiều người nhõm dậy, người thanh niên được gọi là anh hai cũng chống tay ngồi lên. Tôi nhìn cánh tay thật lực lưỡng, khuôn mặt thật trắng của người thanh niên xoay ra. Tôi đoán hắn chưa đến 30. Khi hắn bắt đầu di chuyển qua cái giường đến bên cạnh tôi mới thấy 2 cái chân khẳng khiu, di chuyển đi lại nhờ vào 2 cánh tay nở nang quá khổ. Hắn dịu giọng, "Mời chú ngồi, chú ở trại Xuân Phước là tù có án hay tập trung cải tạo?" Tôi không ngờ cái dấu trại Xuân Phước đóng sau cái áo tù của tôi có ảnh hưởng quan trọng trong đám tù nhân ở trại giam Nha Trang này. Tôi đáp, "Chú tập trung cải tạo." Hắn hỏi tiếp, "Chú cấp bậc gì mà chưa được về?" Để dễ hiểu và khỏi dài dòng về cấp bậc hành chánh, tôi nói cấp bậc quân đội. "Chú là trung úy biệt phái." "Ê, chú nói dốc, chắc chú là trung tá mới lâu như vậy. Tụi cháu tưởng sĩ quan ngụy về hết rồi." "Hay, còn nhiều lắm, còn nhiều người thiếu quý vẫn chưa về." Có nhiều tiếng nhao nhao lên. "À, thiệt hả chú, bên ngoài ai cũng nói cải tạo về hết rồi, chỉ có những người ác ôn mới không về. Chú có ác ôn không?" Tôi cười nói thân mật. "Các cháu thấy chú có ác ôn không?" Một người nói, "Trông chú hiền quá, sao chú ở tù lâu vậy?" Tôi nói đùa, "Ê, hiền lành à, mới ở tù lâu, tù không thích hợp với người hiền." Người thanh niên đại bàng la lên, "Ê, tụi bay hỏi nhiều quá, để từ từ chú nói chuyện có được không? Chú uống cà phê hay uống trà, chú ăn mì nhăn?" Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đập vào người thanh niên ngồi bên cạnh.
Mẹ có nghe tao nói không mà ngồi đó, đi nấu nước pha cà phê và làm mì nghe chưa? Hai ba người thanh niên đứng lên, kẻ đi lấy một cái đèn làm bằng lon nhôm nấu bằng dầu hỏa. Người đi soạn lấy mì gói và cà phê. Trong nhà tù mà họ sống đầy đủ, nấu nướng bằng đèn dầu hỏa. Trước kia chúng tôi cũng có nấu lén bằng cách đốt bao plastic gói đồ thăm nuôi. Trong lúc tôi ăn mì uống cà phê cố giữ cho khỏi phải ăn uống hỗn như người đói, nhưng họ cũng nhìn ra tôi ăn quá ngon và quá nhanh, hơn 11 năm mới uống lại ly cà phê nóng, ngon lắm. Trại đói lắm hả chú? Ăn toàn khoai mì phải không? Trại A20 không được mang giày dép đi làm phải không? Và chỉ được tắm có 2 lần một tuần hả chú? Làm sao sống được hả chú? Tôi đáp, các cháu biết cả rồi, còn làm sao sống thì chú vẫn còn sống đây. À, tụi cháu ở ngoài đời nghe nói mà không tin, nhưng tụi cháu sợ lên trại A20 lắm. Tụi cháu đang chờ đợi đi ra lao động, không biết đi đâu, nghe nói trại A30 dễ chịu hơn. Tôi nói với họ đi trại A20 hay A30 tùy mức án. Trại A30 là trại thuộc tỉnh, chỉ giam tù án dưới 10 năm và tù vượt biên nên chế độ quản lý dễ dãi hơn. Trại ở giữa đồng bằng tuy hòa nên được tương đối no đủ vì canh tác được lúa gạo. Người thanh niên đại bàng kể cho tôi nghe, hắn bị án 20 năm tù vì tội đâm chết một người bạn khi cãi nhau trong một quán cờ tướng. Hắn đã ở tù 7 năm, được đưa đến nhiều trại cải tạo, nhưng không được nhận vì tàn tật teo hai chân từ nhỏ. Hắn nghe đồn về trại Xuân Phước nên sợ phải đến đó. Hắn hỏi, chú ở trại A20 có thấy ai bị tàn tật như cháu bị đến đó không? Tôi đáp, bị tàn tật khi tới thì không có, nhưng ở lâu rồi bị tai nạn lao động hay bị cụm chân sinh ra tàn tật thì có. Biết hắn lo phải đến Xuân Phước nên tôi mới an ủi rằng có lẽ trại Xuân Phước sẽ không nhận người tàn tật. Hắn nói, ở trong phòng lâu quá cháu buồn chán lắm, muốn đi trại cho khoảng khoát thoải mái, đi đâu cũng được, đừng đến trại Xuân Phước, cháu sợ quá. 2 ngày ở trại tạm giam Nha Trang tôi được đãi như thượng khách. Một phần vì tôi lớn tuổi, một phần có lẽ vì tôi là tù cải tạo ở trại Xuân Phước về. Đa số tù trong phòng là tội vượt biên hay tổ chức đưa người vượt biên. Một số ít là trốn nghĩa vụ quân sự, còn lại là tù kinh tế. Nhiều nhất là tội buôn trầm hương. Trầm hương là thứ quốc cấm như các loại cà phê, tiêu, chuyên chở không giấy phép bị bắt. Sản phẩm nào đưa vào quy hoạch nhà nước đều cấm tư nhân buôn bán. Người ta phải buôn chui trên đường di chuyển qua nhiều chặng kiểm soát. Nếu giấu không kỹ bị bắt phải hối lộ không được thì phải đi tù. Tôi hỏi một thanh niên ngư phủ lý do vượt biên. Tôi nói làm ngư phủ được trả lương cao hơn các nghề khác. Em nói lương có cao nhưng không đủ ăn. Cá tôm đánh được công ty hải sản quản lý. Mỗi tàu quốc doanh đều có nhân viên nhà nước đi theo. Bọn này gian lận đem cá tôm đi bán ở ngoài khơi trước khi vào bến công ty. Ngư phủ không được chia phần đó. Tất cả đều là lợi tức của nhân viên nhà nước có thế lực, có hệ thống ăn chia. Ngư phủ chỉ được trả lương theo mỗi chuyến đi. Tôi giả ngây thơ nói, trong chế độ xã hội chủ nghĩa công bình làm gì có tham nhũng. Các em tỏ ra tức giận vì những lời nói đúng sách vở của tôi. Chú cải tạo tốt quá sao chưa được về, chú tin là công bình chứ ai mà tin. Tôi cảm thấy vui vì phản ứng hồn nhiên bộc trực đó. Tôi hỏi tiếp một em nông dân trẻ tại sao vượt biên, trong khi em là lực lượng nòng cốt của chế độ, chỉ sao có người công nhân thôi. Lối hỏi theo bài vở của tôi lại làm cho người được hỏi tức giận. Em nói, xin lỗi chú, làm mà không ăn ở thì làm gì chú? Tôi hỏi tiếp, trên đường đi chú thấy lúa tốt quá sao không đủ ăn? Ha, lúa tốt, thu hoạch có, nhưng trừ vào tiền phân, tiền giống, tiền thuốc trừ sâu, tiền nước, tiền đóng thuế nông nghiệp hết sạch chú ơi, chú có biết đất còn đẻ nữa đó. Đất đẻ là thế nào? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Thật à, chú ở tù lâu quá rồi cái gì cũng không biết, bây giờ là thời kỳ khoáng sản phẩm. Xã giao ruộng đất cho gia đình cày cấy, rồi gia đình đóng lại tùy theo diện tích và hạn đất như là mình thuê đất của điền chủ. Có 7 loại hạn đất từ 1 tới 7 theo tình trạng màu mỡ. Nhà em 5 người được giao 1,5 mẫu đất hạng tư, ra công sức mà làm, năm đầu có khá, trừ hết các khoản giống, phân, thuốc, nước, mấy cày còn dư được hơn 400 kg thóc. Qua năm sau cũng miếng đất đó, nhưng xã giao mẫu 7, tình trạng đất đẻ và đổi hạn như vậy đó chú.
Một em quê ở Đà Nẵng tên là Trung, cầu thủ giữ vai trung vệ tự do cho đội tuyển bóng đá Đà Nẵng đi vào Sài Gòn để dự giải vô địch bóng đá hạng A toàn quốc. Xe chở cầu thủ về Sài Gòn có mang theo trầm hương để bán lấy lời cho đội tuyển ăn thêm. Khi bị công an Phú Khánh bắt, em phải đứng ra nhận lãnh. Theo sự sắp xếp của nhà diều dắt, khi mang trầm đi thì khi bị bắt phải có người nhận. Trưởng đoàn phân công mỗi ngày trực. Tới phiên ngày trực của người nào, nếu bị khám phá thì người đó phải nhận món hàng đó là của mình. Trung giải thích, cầu thủ hạng A lương mỗi tháng 500 đồng. Mỗi lần đi đá và đi tập dượt, ăn tiêu chuẩn 300 đồng một ngày, nên hầu hết cầu thủ phải tiêu tiền nhà. Người có trách nhiệm phải nghĩ cách làm ăn để duy trì sự tồn tại của đội. Tôi hỏi, mỗi ngày ăn 300 đồng làm sao mà đủ sức đá, trong khi ly cà phê giá 50 đồng. Trung nói, đó là đội Đà Nẵng có tiếng giàu, các đội khác có đội chỉ có 200 đồng tiền ăn mỗi ngày. Tôi hỏi tiếp, vậy vào đội làm gì khi không đủ ăn, tiền thu bán vé để đâu, bây giờ nhiều người xem bóng đá. Trung giải thích, phải vào đội bóng để được ở lại thành phố, nếu không em phải vào nghĩa vụ quân sự hoặc đi kinh tế mới hay nghĩa vụ lao động. Tiền bán vé nhiều, nhưng đó là phần quản lý của ty thể dục thể thao, không ai được quyền biết ngoài tỉnh ủy. Một em khác không đợi tôi hỏi, kể chuyện là gia đình em có người em trai là vận động viên xe đạp trong chuyến đua về nguồn khởi hành từ Sài Gòn về Hà Nội. Người em trai được về hạng nhì và được giải thưởng một bằng băng khen và một ảnh Bác Hồ, trong khi gia đình em phải mua sắm chiếc xe đạp hết 2 cây vàng và tốn chi phí tập dượt. Vào đoàn đua được có hậu khẩu ở lại thành phố khỏi phải làm nghĩa vụ quân sự hoặc đi kinh tế mới. Nhà nước xã hội chủ nghĩa cái gì cũng thiếu, chỉ có thừa bằng khen và ảnh Bác Hồ, em kết luận như vậy. Chỉ 2 ngày ở trong trại giam Nha Trang, tôi được biết thêm nhiều thực tế ngoài đời. Sáng thứ hai, xe tiếp tục về Sài Gòn. Ra khỏi nhà giam, xe chạy vòng qua nhiều đường phố Nha Trang để đến ty công an. Đón đủ 4 nhân viên áp tải, tôi được nhìn Nha Trang sau hơn 12 năm chưa thấy lại. Công viên bờ biển sơ sát tiêu điều, cây cối không được cắt xén tu sửa. Trên đường phố người qua lại đông đúc, hầu hết là đi xe đạp và đi bộ, kể cả sĩ quan hải quân Việt Cộng trong đồng phục quần xanh áo trắng, nón cối xấu xí. Sau 12 năm giải phóng, Nha Trang biến đổi nhiều quá, không tìm đâu ra một tà áo trắng thước tha của nữ sinh ngày trước. Ngày nay, những thiếu nữ chỉ mặc áo cục đơn sơ, có nhiều thiếu nữ đi xe đạp đàn ông, áo quần mặc nhiều màu xanh màu đỏ hay xanh lá cây. Tôi nghe nói ngoài dân vải được bán theo tiêu chuẩn, được phân phối màu nào may mặc màu nấy không lựa chọn. Có những người đàn bà hơi đứng tuổi mặc một chiếc quần 2 ống màu xanh và vàng đối chọi nhau. Trước năm 75, một phụ nữ miền Nam dù ở thôn quê cũng không ai mặc như vậy. Không người phụ nữ nào đạp xe đàn ông tự nhiên như bây giờ. Tập 29 đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập 30.